Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Nóng Đất Việt, kênh cập nhật liên tục những tin tức mới nhất, chính xác nhất mỗi ngày. Quý vị nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Tin tức COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục ngàn bệnh nhân được xuất viện. Bác sĩ 91, chúng tôi không cho phép mình dừng lại, không được buông xuôi. Quảng Nam tiếp tục đón đồng hương về quê bằng ô tô, máy bay. Điều trị tại địa phương, then chốt chữa các ca nhiễm COVID-19 nặng. Trung Quốc phát hiện cụm dịch COVID-19 mới. Tin tức COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục ngàn bệnh nhân được xuất viện. Quý vị thân mến, tin tức COVID-19 theo Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh có thêm 3.704 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện. Như vậy, đến nay, thành phố đã điều trị khỏi cho ra viện tổng cộng 33.710 bệnh nhân COVID-19, số đã được công bố. Tin tức COVID-19, Bộ Y tế thông báo, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2.027 ca nhiễm COVID-19 mới. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến sáng nay, 1 tháng 8, trong đợt bùng dịch phát lần thứ tư, thành phố Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 92.300 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố. Tính đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị khỏi và cho ra viện tổng cộng 33.710 bệnh nhân COVID-19, số đã được công bố. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 36.000 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, trong ngày 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 3 chuỗi lây nhiễm mới ở khu vực dân cư tại quận 4, quận 5 và quận 10. Hiện còn 27 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến đã được khoanh vùng giám sát chặt. Cũng theo HCDC, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đã được ưu tiên phân bổ vaccine cho việc triển khai tiêm chủng phòng chống dịch. Theo đó, để có thể đảm bảo tỷ lệ 99% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine, thành phố cần phải được phân bổ tổng cộng 13,8 triệu liều. Theo tiến độ vaccine được nhập về Việt Nam, tính đến hôm 31 tháng 7, tỷ lệ vaccine được phân bổ cho thành phố đã bao phủ được khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, tương ứng khoảng 3 triệu liều. Dự kiến trong tháng 8 năm 2021 sẽ có thêm 5 triệu liều được phân bổ để thành phố nâng dần tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho người dân. Ngày 31 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất tổ chức tiêm chủng cho tất cả đối tượng từ 18 tuổi trở lên, duy trì ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và đẩy nhanh tốc độ bao phủ tiêm chủng vaccine COVID-19. Như vậy, ngoài những đối tượng ưu tiên được tiêm trước đó, bây giờ tất cả người dân sẽ có cơ hội được tiêm vaccine. Người dân ở đây, tức là những người đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đều là những đối tượng được tiêm. Bây giờ các quận, huyện tổ chức tiêm sao cho phù hợp, quy củ để việc tiêm chủng được thực hiện nhanh nhất và an toàn. Tin tức COVID-19 về nguồn vaccine để tiêm, ông Đức cho biết sẽ đến từ hai nguồn. Thứ nhất là Bộ Y tế tiếp tục phân bổ với cam kết tiêm tới đâu, hỗ trợ vaccine tới đó, đảm bảo liên tục. Thứ hai là từ nguồn tài trợ. Bác sĩ 91, chúng tôi không cho phép mình dừng lại, không được buông xuôi. Quý vị thân mến, bác sĩ Trần Thanh Linh, người điều trị cho phi công người Anh, bệnh nhân 91, cùng đồng nghiệp luôn sẵn sàng, không cho phép bản thân dừng lại, không được buông xuôi. Sau gần 20 ngày chính thức nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm phó giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19, tóc bạc thêm nhiều và trông già hơn. Không có khái niệm cuối tuần. Bác sĩ Linh được biết đến biệt danh là bác sĩ 91 sau khi cứu sống bệnh nhân phi công người Anh, bệnh nhân 91. Qua 4 đợt dịch bùng phát, bác sĩ Linh có mặt ở hầu hết những điểm nóng cam go nhất như Đà Nẵng, Gia Lai, Kiên Giang và gần nhất là Bắc Giang. Đến khi những bệnh nhân nặng ở đây giảm đáng kể thì thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bùng phát nhiều ca bệnh phức tạp. Vì bác sĩ tức tốc bàn giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp để từ Bắc Giang trở lại thành phố Hồ Chí Minh tiếp ứng. Bác sĩ Linh coi đây là trận chiến lớn nhất cuộc đời làm nghề y của mình và cũng mong nó sẽ là trận chiến cuối cùng. Đợt điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh lần này thật sự là thách thức rất lớn. Theo bác sĩ Linh, đội ngũ y bác sĩ không biết hôm nay là thứ mấy, cũng không biết ngày mấy, không có nghỉ, không biết ngày cuối tuần. Bởi vì ngày nào cũng như ngày nào, hôm qua chúng tôi cũng làm như vậy, hôm nay chúng tôi cũng làm như vậy. Mỗi buổi sáng,
anh em vào tiếp nhận, vận chuyển bệnh nhân và cố gắng lao vào chăm sóc cho bệnh nhân, nên chúng tôi không có khái niệm hôm nay là cuối tuần hay bất cứ ngày gì nữa, bác sĩ Linh chia sẻ. Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ Linh cho biết có nhiều lúc những tin nhắn hay lời động viên của gia đình, người thân, bác sĩ cũng không có thời gian để đọc. Chị biết có những đêm chúng tôi vào đây là vì ráng giải phóng bệnh, nhiều bệnh nhân khác đang xếp hàng, chúng tôi ráng giải phóng bệnh lên các lầu trại. Như vậy, các anh em lầu trại cũng sẽ tiếp tục ráng nhận bệnh của mình để mình có thể tiếp tục nhận bệnh của người khác, bác sĩ Linh tâm sự. Không cho phép được bỏ cuộc. Vất vả là thế, nhưng bác sĩ Linh chưa bao giờ tỏ ra kiệt sức hay xuống tinh thần. Không để cho mình có khoảng thời gian để nghĩ tới những chuyện khác và dành thời gian đó để nghe điện thoại nhận bệnh nhân. Vì chúng tôi không nhận được thì những bệnh nhân ở các bệnh viện dã chiến hay các tuyến cơ sở, họ không có điều kiện, họ không thể làm gì hơn nữa nên mình phải cố gắng nhận thôi, bác sĩ Linh nói. Thành phố Hồ Chí Minh đang yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Có những đêm bác sĩ đi cấp cứu làm ECMO cho bệnh nhân chuyển nặng, thấy cảnh Sài Gòn vắng lặng, bác sĩ 91 cảm thấy đau lòng. Thật sự mọi người rất mệt mỏi, có những lúc rất đuối, nhưng mà không cho phép mình được dừng lại, không cho phép chúng ta phải bỏ cuộc, không cho phép mình buông xuôi. Các anh em cứ động viên nhau, còn bệnh nhân đó, còn những người nặng đó thì mọi người không phải là bệnh viện này hay bệnh viện kia, mà cùng nắm tay lại với nhau, cùng với nhau vì người bệnh, phải ráng làm sao tiếp nhận được nhiều người bệnh nhất, phải ráng làm sao có thể cứu được nhiều bệnh nhân nhất, bác sĩ Linh xúc động nói. Cũng theo các y bác sĩ tại bệnh viện hồi sức COVID-19, nơi đây không có ranh giới công việc hay khái niệm thời gian. Khi vào cuộc chiến, tất cả chỉ có một lòng quyết tâm cứu sống và điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Quảng Nam tiếp tục đón đồng hương về quê bằng ô tô, máy bay. Quý vị thân mến, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức đón đồng hương ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam về quê. Sau khi Thủ tướng có công điện 1063 ngày 31 tháng 7 về phòng chống dịch COVID-19, trong đó có yêu cầu ai ở đâu ở đấy, nhiều người thắc mắc không biết các địa phương, nhất là ở tỉnh Quảng Nam, có tiếp tục tổ chức đón người dân về quê như kế hoạch hay không. Vấn đề này, sáng 1 tháng 8, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đón bà con Quảng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh về quê. Trong công điện 1063 ngày 31 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 không được để người dân tự ý rời khỏi địa bàn, nhưng nêu rõ trừ những trường hợp được chính quyền cho phép. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để đưa người địa phương về theo kế hoạch, đảm bảo an toàn. Vì vậy, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục đưa người dân về và phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như đã làm. Ông Thanh thông tin, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức đón người dân gặp khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là các địa phương khác ở phía Nam về quê miễn phí bằng ô tô, máy bay. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đang triển khai kế hoạch đón người có điều kiện thật sự có nhu cầu về Quảng Nam bằng phương tiện máy bay và cách ly tại các khách sạn có thu phí. Tỉnh Quảng Nam đứng ra tổ chức, người có nhu cầu đi phải trả phí. Ông Thanh cũng yêu cầu các ngành chức năng nghiên cứu thêm phương án đón người dân về quê bằng tàu hỏa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, nếu tổ chức đón bà con về bằng ô tô thuận tiện, đáp ứng hai mục tiêu là đón bà con về quê, vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp tế cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, thì ưu tiên thực hiện phương án này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các ngành chức năng nghiên cứu, tạo công ăn việc làm cho người dân được đón về quê sau khi họ hoàn thành cách ly, ổn định đời sống ở quê nhà. Ông Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Hội đồng Hương đang phối hợp với các ngành chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Nam để đưa đón bà con về quê như kế hoạch. Điều trị tại địa phương, then chốt chữa các ca nhiễm COVID-19 nặng. Quý vị thân mến, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương cần tăng cường các trung tâm, bệnh viện hồi sức cấp cứu. Đây chính là điểm then chốt để tập trung cứu chữa các ca bệnh nặng, giảm tối đa số ca tử vong do COVID-19. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, theo khảo sát năm 2021, cả nước có hơn 16.000 giường bệnh hồi sức tích cực, trên 2.000 bác sĩ làm việc tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực. Tuy nhiên, số giường bệnh và năng lực hồi sức tích cực chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị người bệnh COVID-19 ngày càng tăng cao như hiện nay. Nhiều địa phương đang thiếu các trang thiết bị phục vụ điều trị người bệnh nặng. Khoa hồi sức tích cực của nhiều bệnh viện chưa thực hiện được các kỹ thuật hồi sức tích cực nâng cao như thở máy xâm nhập,
không xâm nhập tim phổi nhân tạo, ECMO, lọc máu do thiếu nhân lực chuyên sâu, thiếu trang thiết bị về hồi sức tích cực. Trước những thách thức trên, để nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các bệnh viện trên toàn quốc, đáp ứng công tác thu dung điều trị người bệnh COVID-19 nặng trong thời gian tới, hệ thống khám chữa bệnh cần khẩn trương thiết lập và đưa vào hoạt động các trung tâm hồi sức tích cực quốc gia, trung tâm hồi sức tích cực vùng. Việc thiết lập các trung tâm hồi sức tích cực quốc gia, trung tâm hồi sức tích cực vùng sẽ giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối trong điều trị các ca bệnh nặng. Bên cạnh đó, việc chuyển các ca bệnh nặng về các bệnh viện tuyến cuối sẽ tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, người bệnh cũng sẽ có xác suất tử vong cao trong quá trình di chuyển. Vì vậy, các trường hợp nặng cần được điều trị ngay tại địa phương với sự tư vấn, hỗ trợ của các bác sĩ tuyến trên hoặc các chuyên gia đầu ngành, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh. Với những lý do trên, Chính phủ và Bộ Y tế đã có nhiều chỉ đạo yêu cầu các địa phương tăng cường năng lực hồi sức tích cực, tập trung cứu chữa ca bệnh nặng, giảm tối đa số ca tử vong. Mới đây, Bộ Y tế đã chỉ định và thành lập 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia, quy mô từ 200 đến 3.000 giường bệnh hồi sức tích cực đặt tại các bệnh viện gồm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở 2, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, đề án này là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách, đòi hỏi sự tham gia không chỉ riêng ngành y tế, chính phủ, các bộ, ngành, mà còn là trách nhiệm của chính quyền địa phương và toàn xã hội. Đề án được xây dựng với quan điểm chủ đạo, phát huy phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, thông qua nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực của bệnh viện các tuyến, đồng thời kết hợp phương châm 3 tập trung, tập trung nguồn lực, tập trung chuyên gia, tập trung người bệnh COVID-19 nặng để điều trị. Đây chính là điểm mới và sự điều chỉnh mới trong chiến lược điều trị ca bệnh COVID-19 từ 4 tại chỗ kết hợp với 3 tập trung. Điều này thể hiện quyết tâm của ngành y tế trong việc tập trung toàn bộ nhân lực tinh nhuệ để dập dịch, cứu chữa người bệnh, ông Lương Ngọc Khuê cho biết. Đề án cũng đặt mục tiêu thiết lập mạng lưới các trung tâm thu dung, điều trị người bệnh mắc COVID-19 nặng trên phạm vi toàn quốc, đầu tư nâng cấp trang thiết bị hạ tầng đồng bộ cho các trung tâm hồi sức tích cực được Bộ Y tế phân công thu dung điều trị người bệnh mắc COVID-19 nặng và khoa hồi sức tích cực của bệnh viện các tuyến. Trung Quốc phát hiện cụm dịch COVID-19 mới. Quý vị thân mến, thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt với 27 trường hợp, trong đó 16 ca không triệu chứng chỉ sau một ngày sau khi nhận ca nhiễm đầu tiên. Vương Tùng Giang, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch thành phố Trịnh Châu cho biết, hầu hết ca nhiễm được ghi nhận tại Bệnh viện Nhân dân số 6, gồm nhân viên dọn vệ sinh, nhân viên y tế và bệnh nhân điều trị nội trú. Đây là cơ sở chỉ định điều trị cho các ca nhiễm ngoại nhập không triệu chứng. Ông Vương nói thêm, những người nhiễm có tải lượng virus cao khiến cụm dịch ở Trịnh Châu đang lây lan nhanh so với các đợt bùng phát ở Nam Kinh, Trương Gia Giới và Thành Đô. Do đó, có thể mất nhiều thời gian hơn để kiểm soát dịch bệnh.